Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Miss Ren bị lừa đẹp khi đến Philippines. Chủ mới Miss Universe đăng nhẹ bức ảnh đã xéo Mr. Nawaz. Mới đây, top 10 Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 đã có chuyến công tác tại Philippines cùng nhiều hoạt động quan trọng. Ngày 26 tháng 11, tổ chức này thực hiện một buổi talk show mang tên Mali Show ngay tại trung tâm thương mại lớn của Philippines. Tuy nhiên, sự kiện không nhận được sự chú ý từ cộng đồng nước bạn. Nhiều hình ảnh được chuyên gia sách đẹp Missology ghi lại. Trong buổi trò chuyện, người tham gia lắng nghe chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Hình ảnh fan tại Philippines khác xa với lượng người hâm mộ Thái Lan đã từng săn đón Miss Ren International. Hàng loạt ghế trống phía dưới sân khấu khiến cộng đồng fan của Miss Ren tại Thái Lan vô cùng ngỡ ngàng. Ngay lập tức, netizen Thái Lan đã bàn tán trên các diễn đàn sắc đẹp về sự việc ông Nawaz cùng tổ chức Miss Ren bị ghẻ lạnh tại Philippines. Một bài đăng đã có nội dung gây chú ý. Tôi nghĩ ông Nawaz không nên tin tưởng những người hâm mộ Philippines, bao gồm cả Missology. Người hâm mộ Việt Nam tốt hơn. Trích từ Miss Ren Fan Club, cộng đồng hâm mộ do người Thái thành lập. Trước đó, ông Nawaz từng nói nhiều lời hoa mỹ trong họp báo ra mắt Miss Ren Philippines rằng fan Philippines là một trong những điều quan trọng nhất đối với một cuộc thi nhan sắc. Bên cạnh đó, chủ tịch sinh năm 1973 cũng hứa sẽ làm họ vui hơn bằng vương miện Miss Ren International. Việc bị fan Việt quay lưng sau khi Đoàn Thiên Ân bị loại khỏi top 10 Miss Ren International 2022 đã khiến cuộc thi thất thoát hơn 2 triệu người theo dõi. Không những vậy, những phát ngôn về ngoại hình Thiên Ân của ông Nawaz đã làm ảnh hưởng nặng nề đến uy tín của cuộc thi. Trước đây, fan Việt từng chào đón nồng nhiệt tổ chức Miss Ren International không thua kém xứ Chùa Vàng. Trước tình cảnh này, bà An, chủ tịch mới của Miss Universe, bất ngờ đăng lại loạt ảnh khi dàn hoa hậu ghé thăm Thái Lan. Sau khi thông báo đã mua lại cuộc thi Miss Universe, bà An đã tổ chức buổi họp báo và mời rất nhiều cựu hoa hậu Hoàng Vũ đến Thái Lan tham dự. Chỉ cần nhìn ảnh cũng đủ thấy được sự chênh lệch số lượng khán giả tại sự kiện của hai cuộc thi nhan sắc. Động thái này của nữ tỷ phú chuyển giới được cho là để đá xéo cuộc thi Miss Ren. Một số bình luận của khán giả. Trong lúc sự kiện của Miss Ren tổ chức tại Manila, Philippines chỉ có 20 người đi xem thì dì An úp tấm hình ít có thầm lắm. Đăng nhẹ tấm ảnh hợp báo sương sương là thấy được đẳng cấp của hai cuộc thi rồi đó. Cả ekip xuất hiện tại talk show mà khán giả chưa đến 100 người, có thấy buồn không? Nawaz không xem lại cách quản lý thì lần sau còn ít khán giả hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.